Đây là một con máy 70 thái nha anh em. Em chuẩn bị giao về Long An nha anh em. Máy này thì khách không có bảo dưỡng thì em chỉ làm sơ sơ thôi ha, thay mặt nạ một số thứ thôi là giao. Này thì khách có đưa cho em cái tem dán ha, đây được vô địa chỉ của khách đây ha. Cái này là ở ấp 2 á, ấp 2 Phước Ti của Long An nè, em giao về đây nè. Máy này còn đẹp lắm nha. Rồi, cảm ơn em rất nhiều luôn nha. Máy xong rồi ha. Rồi, chào anh em buổi sáng. Hôm nay đã có khách lựa máy nha anh em. Rồi, khách vừa xong một con máy DC70H xịn luôn nha anh em. Chiếc này bữa em về container rất là đẹp luôn. Bây giờ để em quay cho anh em xem. Đó, chiếc này quá xuất sắc luôn ha. Gầm ở đây. Giá rẻ nha anh em, có 3x rồi nha, 325 là xong rồi, bao bảo dưỡng luôn. Em về cái lô máy này rất là ưng ý luôn ha, mua được giá rẻ là bán em giá rẻ luôn. Máy còn chất lượng cực kỳ cao. Động cơ ở đây ha, động máy chữ Thái, máy chi tiết này mới tinh luôn. Rồi, bánh chào anh em nha. Thì bây giờ em bắt đầu tiến hành làm bảo dưỡng con máy Thái này nha. Để em quay xe cho anh em xem cái hộp số nó đây, rất là êm luôn. Số nguyên xi của nó luôn. Bơm cũng vậy luôn ha. Máy này quá đẹp luôn. Đó. Đó anh em dần dần đường bên đó không? Chưa chạy gì hết luôn. Đây. Giờ thì em làm vệ sinh cho nó rồi bảo dưỡng cho khách, kiểm tra khoang đồ này nọ thôi. Rồi lưới của nó thay ha, thanh đập cũng thay đó. Cái này cũng inox hết luôn, ngon lành. Đó, hộp số là không mở nha nè, hộp số là nguyên si, còn đẹp. Rồi, máy này bữa nay em cũng đựng xong rồi nha anh em. Đó, em có thay một số thứ như bánh tăng xào đặc luôn ha. Rồi, hôm nay cũng đi thay nhớt nha. Đó, cái động cơ. Em đang hoàn thành mấy công đoạn cuối cùng nha anh em. Rồi xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây. Nên em dễ nhận diện nha.